Và ban nhạc tuần này cũng lo ăn uống sớm để coi chương trình của anh Công Thành. Cảm ơn cô Tuyết. Hôm nay chương trình rất thành công và rất là hay cho khán giả, gợi lại kỷ niệm 60-70. Cảm ơn ông Bruce Trần có những show rất là hay và hữu ích cho khán giả. Chương trình có thể cho dài thêm nửa tiếng hay một tiếng nữa. Nếu có thêm một show về kịch trực tiếp nữa thì tuyệt nhất. Cô sẽ luôn quảng cáo via trend cho bạn bè và họ hàng để đài có thêm nhiều khán giả và có thêm chi phí làm nhiều chương trình. Đúng rồi cô Tuyết, ông Bruce còn trẻ mà giỏi quá, rất có tấm lòng cho khán giả. Chị Nhân ở Pennsylvania, cảm ơn đài via trend có show anh Công Thành quá hay. Hôm nay anh Công Thành đẹp trai nhất. Đẹp trai nhất cho mình cúi lâu hơn chút. Và anh nhớ đừng ăn gian show nha. Anh Công Thành hát ít quá. Anh hát nhiều lên cho khán giả bớt thèm nha. Anh Trung Nghĩa và ban nhạc đêm nay rất là hay. I love anh Trung Nghĩa. Chị Nhân, mấy anh có thể đàn một bài nào mà quậy lên, sung lên hơn nữa được không? 30 giây được không? Bài gì 30 giây thôi. Trời quậy. Anh Hải, Iowa. Tôi đang coi show anh Công Thành, show quá là hay. Cảm ơn anh Hải, cảm ơn anh Công Thành, cảm ơn ban nhạc và cảm ơn mọi người đã làm cho chương trình hay như vậy. Xin hỏi ban nhạc có ra CD hòa tấu không à? Và có định thâu băng và bán không? Và có đi lưu diễn không? Dạ thưa có. Chừng nào mà anh Hải nhớ nói mấy ông bầu bên Iowa mời ban nhạc Trung Nghĩa là sẽ có liền. Chị Anna Seattle, hôm nay chương trình Công Thành rất là hay và đặc sắc. Cảm ơn ông Bruce Trần đã có chương trình hay như vậy. Gia đình tôi 60 người, no way, chắc là 6 người mà đánh lộn thôi. Đang ngồi coi chương trình và celebrate 20 năm đám cưới của anh chị Tommy và Anna. Mọi người ai cũng rất thích chương trình của anh Công Thành hết. Chương trình hôm nay càng làm cho buổi anniversary ở nhà thêm ý nghĩa. Và một ban nhạc sống đang chơi trước mắt, chồng em rất thích bài nhạc Pháp. Xin gõ 3 tiếng là knock 3 times on the ceiling if you love me. Xin hỏi anh Nghĩa và ban nhạc có thể chơi bài đó được không? Dạ thưa hết giờ rồi ạ. Gia đình chúng tôi rất ủng hộ phía trên. Và có nhiều người trong gia đình sau khi về nhà sẽ gắn DirecTV để coi VHN và chương trình hay. Cô Hải, Indiana, gọi lâu quá trời mới gọi được, 5 giờ sáng là phải đi làm mà còn thức để xem chương trình. Cảm ơn anh Công Thành và ban nhạc để nhớ lại kỷ niệm của những năm trước 75. Cô Hai, Philadelphia, gia đình 5 người đang xem chương trình và thích lắm. Hôm nay là sinh nhật của cháu Eddie. Eddie út tụt 11 tuổi. Eddie, chú Công Thành hát Happy Birthday cho cháu được không? Dạ có, Happy Birthday Eddie. Anh chị Tâm và Bình, chương trình hôm nay rất là vui và sống động. Hôm nay sinh nhật 4 tuổi của hai cháu sinh đôi, Bảo Trân và Bảo Châu. Bảo Trân và Bảo Châu. Twins. Happy Birthday. Bảo Trân này, Bảo Châu nè. Và hai cháu rất là thích chương trình của chú Công Thành. Hôm nay anh Công Thành vẫn đẹp trai. Chào. Chị Linh vẫn đẹp gái. Anh Nghĩa đánh đàn có phải có vợ ở Gò Vấp không? Dạ không ạ. Anh An ở Maryland, anh Trung Nghĩa có available không? Người chị của em rất thích anh, mê anh lắm. À ha. Đó. You have chị to Ngọc answer, Diệp, are you available? Boston, anh Công Thành có biết ban nhạc Global của Mỹ ngày xưa không? Nghĩa biết không? Xin hỏi chương trình có thể đánh được một bài nào của ban nhạc Global? Gọi từ đầu chương trình bây giờ mới gọi được. Global bài gì?
nhà Global, chương trình đồng viên ở Boston. Và kính thưa quý vị, hôm nay cho anh Tùng La. Có những cái sinh nhật sau đây kính thưa quý vị. Happy birthday to you. Tới cái lúc này là ai cũng nói là thành sắp đọc kinh rồi nghĩa. Happy birthday to you. Happy birthday dear bà Đỗ Sáng, Ricky, Joseph, Hòa, Phong, Nhung, Christy, Brandon, Leon, Sang, Steven, Lan, Nguyệt, David, Hiệp, Eddie, Bảo Trân và Bảo Châu. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Và kính thưa quý vị, một lần nữa thầy xin được cảm tạ tất cả sự hiện diện công tác của quý vị ngày hôm nay. Và thầy xin mạn phép quý vị là tuần tới Thành và Linh là sẽ đi Úc để trình diễn bên Úc. Thành sẽ vắng quý vị một tuần, nhưng mà tuần sau nữa Thành sẽ trở lại. Xin kính mời quý vị trở lại với Thành. Sau một tuần, Thành sẽ rất là nhớ tất cả quý vị. I love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cha cha cha. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.